Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 8 tháng 6 và ngày 9 tháng 6. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ duy trì, trên cao dùng nhiễu động gió ở khu vực Nam Biển Đông có xu hướng dịch chuyển về phía đất liền Nam Bộ. Trên biển, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngoài khơi sóng cao từ 1 đến 2 m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m70 xuất hiện lúc 15h30 ngày 9 tháng 6, thấp nhất âm 1m75 xuất hiện lúc 0h30 ngày 9 tháng 6. Còn mực nước tại Phước Long cao nhất 0m78 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 9 tháng 6, thấp nhất 0m62 xuất hiện lúc 7 giờ ngày 9 tháng 6. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.